Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của bà mẹ quê. Em xin chúc quý cô bác ngày mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hôm nay em xin giới thiệu đến quý cô bác một món ăn chay nữa nha, đó chính là phở chay. Cách nấu phở chay vô cùng đơn giản, quý cô bác có thể tận dụng tất cả các loại rau củ để mình nấu nước dùng. Tiếp theo là cần một ít nấm dai hoặc là đậu hũ, chả chay. Chỉ cần những nguyên liệu như vậy thôi là đã có một nồi nước phở vô cùng thơm ngon rồi. Chỉ cần thêm bánh phở, một ít rau ăn kèm và giá nữa là chúng ta đã có một tô phở hoành tráng rồi. Đây là tô phở em vừa nấu xong nè, nhìn rất là ngon và đầy đủ dinh dưỡng. Quý cô bác đang xem video nếu thấy thích món phở chay mà em làm thì xin mời vào bếp và cùng thực hiện với em nha. Đây là tất cả nguyên liệu mà em đã chuẩn bị. Ở đây em có 1 kg bánh phở. Phần bánh phở này nhìn cái cọng nó rất là to và rất là dai ngon luôn. Phần bánh phở này quý cô bác có thể dễ dàng mua ở các siêu thị nha. Và đây là cái đĩa để chút xíu em nấu nước ngọt. Ở đây em dùng 2 miếng chả chén và 200g cà rốt. Đây là 1 miếng đậu hũ kỳ. Đậu hũ kỳ mà loại lá, loại khô đó quý cô bác. Em đã ngâm cho nó mềm như thế này rồi nè. Và 1 miếng đậu hũ 200g nữa nha. Quý cô bác có thể dùng thêm các loại nấm cũng được. Đây là cái rổ rau để em ăn kèm, gồm có giá, xà lách, rau quế và một ít ngò. Để cho nồi nước phở thêm thơm ngon thì không thể nào thiếu đó là hành lá rồi. Và đây là phần hành cộng và em đã cắt nhỏ thêm một ít lá nữa. Gia vị để nêm gồm có đường, hạt nêm chay và muối. Cần có một ít nước mắm chay nữa nha. Và tiếp theo nữa là dầu ăn. Và một nguyên liệu quan trọng không thể thiếu đó chính là bột gia vị để nấu phở. Cái gói bột nêm gia vị này nó rất là tiện lợi. Ở đây có ghi là chai mặn đều dùng được. Và một gói như vậy là mình nấu được 3 lít nước nha. 2 lít thì cái phần gia vị này nó rất là đậm đà cho nên em sẽ nấu 3 lít. Phần nguyên liệu đã xong rồi, bây giờ thì chuẩn bị một cái nồi nước. Tiếp theo là cho cà rốt vào và nấu cho cà rốt này nó cho nó mềm nhừ một chút xíu để mình lấy nước ngọt. Phần nước dùng này em nấu nhanh gọn lẹ. Còn nếu quý cô bác mà muốn cho nước phở nó ngon thì mình có thể ninh rau củ để lấy nước dùng nha. Rau củ dùng để nấu gồm có cà rốt nè, bông cải, bắp ngọt, dưa leo, bầu mớp hoặc là bí đao. Trong thời gian chờ cái nồi nước dùng, em sẽ đi chiên các nguyên liệu còn lại, cho một ít dầu ăn vào chảo. Đợi khi nào dầu nóng thì bắt đầu cho đậu hũ kỳ vào chiên cho vàng giòn. Dùng đậu hũ kỳ khô hoặc là đậu hũ kỳ tươi vẫn được, nhưng mà đối với loại nào thì quý cô bác cũng nên rửa sạch trước khi sử dụng nha. Giờ thì cho đậu hũ kỳ vào chiên, chiên ở lửa nhỏ và chiên đến khi nào mà thấy miếng đậu hũ kỳ vàng giòn đều là được. Đậu hũ kia đã vàng giòn rồi nè, em chuẩn bị gấp đậu hũ kia ra nha. Khá là ngon luôn. Sau khi chiên đậu hũ kia xong thì lần lượt cho các nguyên liệu còn lại vào chiên luôn, như là chả chén hoặc là đậu hũ. Phần chả chén quý cô bác cứ chiên cho vàng giòn ở bên ngoài là được. Chiên vàng để khi mình cắt chả chén ra thành những lát mỏng, nhìn giống như là miếng chả quế vậy đó. Chả chén này quý cô bác ăn thử và có nói với em là nghe cái mùi nó hơi tanh tanh á. Nhưng mà không biết tại mỗi nơi làm mỗi khác hay sao á, nhưng mà chỗ em làm chả chén không có vị tanh. Độ dai vẫn dai ngon như mì căng vậy đó, nhưng mà nó không có mùi tanh quý cô bác ơi. Chả chén em chiên đã vàng rồi nè và bây giờ gấp ra ngoài nha. Tiếp theo là bắt đầu cho đậu hũ vào đây chiên thôi. Quý cô bác mua đậu hũ viên mà người ta chiên sẵn, đã vàng rồi, mình về mình nấu nó sẽ nhanh gọn lẹ hơn.
Ngoài những nguyên liệu này dùng để nấu phở thì quý cô bác có thể chọn thêm tất cả các loại nấm dai khác như là nấm linh chi nè, nấm đùi gà, nấm rơm hoặc là nấm bào ngư cho vào để mình nấu phở thì cũng rất là ngon. Hoặc là quý cô bác làm nhân chả giò, sau đó mình gói vào miếng hoành thánh, chiên cho vàng giòn, mình cho vào phở ăn cũng rất là ngon. Ăn chay mà, cho nên biến tấu cho nó phong phú một chút xíu, mình ăn cho đủ chất và đủ dinh dưỡng nha. Khi thấy đậu hũ đã hơi vàng rồi, bắt đầu cho hành lá vào phi thơm và nêm thêm gia vị gồm nước mắm chay, hạt nêm chay và đường. Cho đậu hũ có vị hơi mặn mặn và thơm thơm để khi nấu phở thì sẽ ngon hơn. Nếu thích ăn đậu hũ mềm mềm và béo béo thì quý cô bác có thể sử dụng đậu hũ trắng mà mình không dùng đậu hũ chiên vàng vẫn được. Đậu hũ chiên vàng này thì khi cho vào nấu thì nó sẽ dai dai mềm mềm. Nói chung tùy sở thích của quý cô bác mà mình lựa chọn thôi. Phần nước dùng em nấu nãy giờ cũng được rồi nè. Bây giờ thì bắt đầu cho gia vị phở vào. Nêm vừa thôi nha quý cô bác. Tại vì mình nêm cho nó có mùi thơm một chút xíu thôi. Còn lại là mình nêm gia vị cho vừa ăn chứ mình không có dùng hoàn toàn bằng gói nêm phở. Giờ thì bắt đầu cho đậu hũ vào. Wow, nồi nước dùng hấp dẫn rồi đó nha. Cái gói gia vị phở này nó thơm cực kỳ luôn á. Gia vị đóng gói như thế này thật là tiện lợi. Mình có thể nấu đồ mặn cũng được hoặc là đồ chay vẫn được luôn. Bây giờ thì chỉ cần chờ cho cái nồi nước phở này nó sôi trở lại thêm một chút nữa là mình đã hoàn thành rồi. Nồi nước phở đã sôi trở lại và tiếp theo em sẽ cho chả chén cắt mỏng vào. Quý cô bác có thể cắt thành viên hoặc là cắt lát mỏng cũng được. Như vậy đã hoàn thành rồi, bây giờ cho một ít hành lá vào nữa. Quả là hấp dẫn luôn. Chỉ cần cho các nguyên liệu vào tô, múc thêm nước lèo nữa là xong. Phở và giá thì quý cô bác cần phải trần qua nước sôi, sau đó mình mới cho nước phở vào nha. Bắt đầu xếp đậu hũ ki chiên vào. Nếu không dùng đậu hũ ki mà loại lá thì quý cô bác có thể dùng loại cọng vẫn được. Cho hai miếng chả chén lên tô và tiếp theo là cho đậu hũ lên. Món này mà có thêm một ít nấm đông cô dai dai mềm mềm và thơm thơm nữa thì ngon biết mấy. Trang trí thêm một ít rau nữa. Đã bắt mắt rồi đây cả nhà ơi. Quả là hấp dẫn luôn. Nhìn tô phở là muốn ăn liền luôn á. Ăn kèm với phở thì quý cô bác có thể sử dụng là tương xay, tương ớt hoặc là nước tương vẫn được nha. Em đã hoàn thành xong món phở chay rồi nè. Bây giờ bắt đầu thưởng thức thôi. Em sẽ ăn thử và nói cho cả nhà xem hương vị nó như thế nào nha. Phở sau khi hoàn thành thì rất là ngon. Đầu tiên là mùi nước phở thật là thơm á, sợi phở thì dai dai mềm mềm nè, chả chén thì dai dai và thơm thơm, đậu hũ thì mềm mềm, cà rốt thì ngọt ngọt, quả là tuyệt vời luôn quý cô bác ơi. Em xin chúc cho quý cô bác có những bữa cơm chay thật là ngon miệng nha. Còn bây giờ thì video của em cũng xin kết thúc tại đây thôi. Chân thành cảm ơn quý cô bác nãy giờ đã bỏ thời gian theo dõi video của em nhé. Cảm ơn rất là nhiều. Quý cô bác xem video nếu thấy hay thì vui lòng bấm like, đăng ký kênh hoặc là chia sẻ video ủng hộ em với nha. Chân thành cảm ơn quý cô bác. Hẹn gặp lại quý cô bác ở video sau nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.